Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Ninja Deep hồi sinh đầy bá đạo sau một cái màn lột xác đầy màu nhiệm. Cái chiếc xe nổ Ninja Deep sắp chúng ta đang thấy đã không còn là một chiếc xe nội trợ đến từ chị em nữa hay sử dụng hàng ngày, nhưng em ấy đã tiến hóa thành một phiên bản hoàn toàn khác. Khi rơi vào tay của một cái bạn nhà, một thành viên cộm cán ở hội Ninja Deep đi kiển ở Việt Nam. Chỉ với một vài món đồ chơi nhỏ nhỏ như kính gió, sự xuất hiện của nó trên cái mặt tiền của chiếc Ninja Deep đã khiến cho diện mạo chiếc xe trong hầm hố được lãm hơn khá nhiều, biến một mẫu xe tưởng chừng như dành riêng cho chị em nội trợ trở nên đầy nam tính, phù hợp với cánh mày râu chúng ta. Không có nhận ra cái cụm cháy của cái chiếc Ninja Deep đã nhường chỗ cho cái cụm con dây Donald M sắc sảo với cái phần bản lề khúc cẩy làm từ nhôm PDCNC. Để lắp đặt được nó, người chủ này đã không chấp nhận hy sinh tính năng CBS hay là phanh tích hợp, mà còn phải cắt gọt chèn áo để tạo ra một không gian đủ rộng phục vụ cho việc bố trí những món đồ chơi hàng hiệu. Cái cụm thắng phải tận dụng cái dòng Rainbow S4 khi gắn dĩ nhiên sẽ không tránh khỏi cái công đoạn cắt gọt chèn áo. Anh em chúng ta đang cảm nhận rõ cái sự kỹ tính của người chủ khi anh ta bọc cao su cái phần đầu cho cái cụm thắng và cụm con để hạn chế tình trạng bị chè xước nếu cứ xảy ra qua quẹt. Nói đôi chút chèn chân trước, cái chiếc Deep hôm nay đã được người chủ nâng cấp phần đĩa của TBT 220 kết hợp cùng với một cách dịp nhàng con heo Rainbow logo đỏ bên cạnh, đem đến khả năng hãm phanh hiệu quả nhất. Cái dầu zin dĩ nhiên cũng đã loại bỏ hoàn toàn, nhường lại cho vị trí dầu heo bóng độ S đẹp mắt hơn. Trong khi cái dàn chân sau hội tụ đầy đủ những món ăn chơi như phục Holin HO 545 bình dầu dưới, khi gắn sẽ được canh chỉnh rất là tỉ mỉ, việc nhúng nhảy không bị cạ cấn về phần về sau, nhưng vẫn không phải là thực hiện việc cắt liền áo. Ngoài ra còn có chiếc tát nước Titan, cái cỡ bộ Titan của cái chiếc Ninja Deep cũng vô cùng nể mắt, rất sặc sỡ khi được làm phong cách Overcrazy. Trên cái bộ còn cắt laser cái nhiệt của Deep, nhấn mạnh thương hiệu của mẫu xe đình đám hiện có trong giới xe độ. Vespa Supreme được Biker Thái nâng cấp sẽ đẹp thế nào? Với những cái dòng xe số hãng Honda và các dòng hai thì cái dòng Vespa Supreme cũng được nhiều biker bên Thái khá là ưa chuộng, dòng kiển, độ máy đủ các bài. Đã quá lâu chúng ta không thấy bản độ nào về dòng Vespa, hy vọng cái clip hôm nay sẽ làm anh em thỏa mãn được. Cái cụm ở bên trong của chiếc Vespa thì vẫn được giữ nguyên, người chủ hai phần tay cái cụm bên trong thuộc đến từ Rainbow, nhưng bên trái là cụm Costa Costa, bên phải là cụm Asset. Thiết kế cái chó đèn cũng được làm lại phong cách hơi cổ điển chút. Dàn chân trước tận dụng cái phục Holin tạo cho dàn chân cái sự cứng cáp bên cạnh dệt áo vàng của con xe. Chi tiết hai dầu trước cái dòng Rainbow Bliss 4 bit đối xứng có mức giá thị trường ở Việt Nam là khoảng 13 triệu, mang đến lực phanh mạnh mẽ hơn con xe. Trang bị phục Holin bình dầu liền nằm dưới. Cái dòng phục này với tổng chiều cao là 382m nên người chủ không cần phải chế chéo một chi tiết nào hết, ngoài ra còn khiến cho kiểm soát khả năng vận hành thông qua cái núm chỉnh ở bên dưới bình dầu. Phía trước lên lục hệ của Rainbow, phía sau là hẹp của phong lờ 4 mét đối xứng, nhưng vô cùng nhỏ gọn, trọng lượng lại nhẹ. Các chi tiết đèn hậu xi nhan sau cũng là sẵn đồ chơi. Tổng thể nhìn chiếc xe cũng rất nhiều chi tiết được xi trắng như cái phần về sau lốc mái vân. Phần yên được thiết kế lại phong cách là đi một người mà thôi. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, chi tiết nhớ like, share, subscribe.